bày nghề không có hậu là mất sạch phúc báo theo lời Phật. Kính thưa quý vị, những nghề nghiệp dưới đây, theo quan điểm của nhà Phật, có thể làm mất hết phúc, tuyệt đối nên tránh xa. Nhân quả là quy luật mà bất cứ ai cũng đều phải trải qua. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Nhân quả có thể tới sớm, cũng có thể tới muộn, và khi nó tới thì có hối hận cũng không kịp. Lúc đó có kêu trời cũng vô dụng. Vì thế trong cuộc đời, bạn nên cố gắng tu nhân tích đức, tránh làm những việc gây hại tới phúc báo của cá nhân. Dưới đây là những nghề tuy có thể kiếm được nhiều tiền nhưng gây hại tới phúc đức. Buôn bán người. Buôn bán người, dùng người làm hàng hóa trao đổi, lừa gạt người khác. Buôn bán nội tạng người là một trong những nghề không có hậu nhất, gây ác nghiệp nhất theo lời Phật dạy. Ai làm việc này thường dùng thế lực, tiền bạc, vật chất để ép buộc lừa gạt người có hoàn cảnh khó khăn, khiến họ khuynh gia bại sản, gia đình tan nát. Làm nghề buôn người sẽ dẫn tới kết cục bi thảm. Nếu bị bắt sẽ phải nhận án tù chung thân, tử hình, khiến người nhà đau khổ, nhục nhã, bị người đời chửi rủa, sống không yên thân. Người làm nghề buôn bán người kiếp này sống trong đau khổ, giày xéo lương tâm, kiếp sau không được đầu thai, mãi chỉ là linh hồn lang bạt. Đây là loại người chỉ vì ham danh lợi, ham mấy đồng tiền trước mắt mà bất chấp hậu quả. Nhân quả báo ứng là điều không thể tránh khỏi. Săn bắn. Về mặt tâm linh thì săn bắn cũng chính là sát sinh, giết hại cầm thú muôn loài. Từng có nhân chứng sống ở Phú Thọ kể về câu chuyện khó ai tin nổi. Người này cho biết ông không bao giờ nghĩ rằng đó là lần cuối cùng ông nổ súng bắn khỉ. Hôm đó ông gặp may, vừa tới cửa rừng đã nghe thấy tiếng rào rào của đàn khỉ truyền cành. Sau tiếng súng, đàn khỉ bỏ chạy tán loạn, để lại trên mặt đất con khỉ cái trúng đạn và chú khỉ con mới sinh bám chặt trên lưng. Dường như biết mình không qua khỏi, khỉ mẹ cuống quýt vạch vú nhét vào miệng con, đồng thời vơ vội mấy chiếc lá khô vắt sữa từ bầu vú bên kia xuống như muốn để dành. Ông Hồng đứng chết lặng nhìn khỉ mẹ thể hiện tình mẫu tử, cảm giác ân hận chua xót tràn ngập trong lòng. Cây súng trên tay tuột xuống đất lúc nào ông cũng không hay. Hôm đó người thợ săn lão luyện về bản không phải với con thú trúng đạn, mà là con khỉ nhỏ luôn miệng kêu gào trên tay. Tự sát quyên sinh, nghiệp chướng đời đời. Từ đó ông không bao giờ đi săn nữa. Bản án lương tâm đã khiến ông phải thay đổi suy nghĩ và nghề nghiệp của mình. Ngay tới cả con vật còn thể hiện tình mẫu tử thiêng liêng như thế, con người huống chi phải tạo thêm nghiệp để nhận cái kết đắng cay. Đồ tể, giết hại, buôn bán thịt sống, thịt chín. Những người làm nghề sát sinh, giết hại động vật, gia súc, gia cầm, buôn bán thịt sống, thịt chín cho người khác cũng là nghề không có hậu, đánh mất tâm từ bi. Sách viết, vào đời nhà Thanh ở huyện Đào Khê thuộc Trung Quốc, có một kẻ nổi tiếng chuyên môn mổ thịt trâu đem bán là Phạm Đăng Sơn. Cả đời y giết hại không biết bao nhiêu con trâu vừa đem bán vừa để ăn. Một hôm trên trời bỗng nhiên mây đen tích tụ lại, trời đất tối sầm, rồi mưa gió nổi lên dữ dội, sấm chớp vang rền. Ngay lúc ấy, Phạm Đăng Sơn bị sét đánh trúng nhưng không chết. Mặt mày cháy lém, da thịt cuộn lại, đau đớn rên la, kêu giống lên rất thê thảm. Hai mắt đẫm nước mắt trợn lên như sắp lồi ra ngoài. Do lửa đốt, da thịt nứt nẻ, anh ta dùng tay cạo những chỗ thịt bị rã nát, vò lại rồi bỏ thẳng vào miệng, vừa ăn vừa nói, thịt trâu ngon quá. Chừng vài tháng sau, Phạm Đăng Sơn tắt thở. Những người chứng kiến cảnh ấy đều thấy lạnh xương sống, nên biết rằng đó là sự báo ứng của nghiệp sát sinh. Người làm nghề này gọi là đồ tể, ngày ngày tay nhuốm máu thì cuộc sống không được yên ổn, hay ngủ mơ thấy điểm xấu, tâm lý không yên. Cho vay nặng lãi. Cho vay nặng lãi là nghề không tạo phúc đức. Thông thường chỉ những người lâm vào bước đường cùng mới chọn cách này
để mà giải quyết khó khăn. Lợi dụng điểm yếu của người đi vay, chủ nợ cho vay tiền với mức lãi đắt cắt cổ, lãi mẹ đẻ lãi con, chẳng khác nào hút máu người đi vay, khiến họ như bị dồn vào đường cùng, thậm chí có thể bỏ mạng vì không trả nợ được. Do đó, người làm nghề này sẽ sớm gặp quả báo, mất hết tiền bạc, bị bắt giam, ngồi tù, thậm chí là kiếp sau sẽ trở thành con nợ của người khác, bị hành hạ tới chết. Sản xuất, buôn bán rượu bia và các sản phẩm gây nghiện. Rượu bia và các sản phẩm gây nghiện là nguyên nhân sinh ra các tội lỗi, làm mất giống trí tuệ. Nhiều người gây ra tội lỗi, thậm chí phạm tới tội ngũ nghịch, thập ác trên thế gian này đều do sử dụng các thứ gây nghiện quá độ, sinh hôn mê mà tạo thành. Chẳng những đối với những việc công đức pháp lành cần phải làm, họ đã không chịu làm, mà chính những công đức pháp lành họ đã tạo trước đây cũng bị mất hẳn, để rồi chọn ngày thân tâm điên đảo, không biết làm việc gì. Còn đối với các thứ gây nghiện như ma túy hay game, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện, có người phải đi cướp của, giết người hoặc là tự hủy hoại thân thể mình tới chết. Buôn bán hàng hóa độc hại, kém vệ sinh. Hiện nay, hàng hóa và thực phẩm có chứa chất độc hại, tiêm chất kích thích, kém vệ sinh bán tràn lan trên thị trường, chẳng khác nào hãm hại, đầu độc người khác. Khi sử dụng những thứ này, người tiêu dùng có thể mắc những bệnh liên quan tới hệ thần kinh, hệ tiêu hóa và đặc biệt là ung thư. Làm nghề này sẽ sớm nhận được quả báo nặng nề, nhẹ thì mắc bệnh, nặng thì bị bắt vào tù, phạt tiền. Bán hàng đa cấp bằng chiêu trò lừa đảo. Bán hàng đa cấp cũng là nghề mang tới nghiệp báo. Không phải tất cả mô hình bán hàng đa cấp là xấu, nhưng có nhiều nơi sử dụng chiêu trò để bán hàng là nghề xấu. Họ lợi dụng lòng tin của người khác để buôn bán những đồ dùng có giá đắt đỏ mà chất lượng không tốt. Đồng thời, họ còn dụ dỗ người khác gia nhập, tham gia vào hệ thống bán hàng đa cấp để hưởng hoa hồng, ăn chia lợi nhuận. Thực tế, đây đều là những hành vi sai trái, sử dụng người lao động không đúng luật. Những người này sẽ bị mọi người khinh thường xa lánh. Năm lên 10 tuổi, cậu bé què là một việc vô cùng kỳ lạ. Là gánh đá lấp suối làm cầu cho mọi người bước qua. Vì việc làm có vẻ ngớ ngẩn nên mọi người mặc kệ cậu bé với hành động kỳ quái của mình. Cho tới ngày đống đá nhô lên thành ngụn đất cao, người dân trong làng mới cùng nhau góp công góp của xây cầu để việc đi lại thuận lợi và an toàn hơn. Trong một lần đập vụn đá thô, cậu bị đá văng vào mắt và mù lòa vĩnh viễn. Nhưng điều đó không cản trở thành tâm muốn hoàn thành cây cầu. Cậu bé vẫn tiếp tục lấp đá cho tới ngày cây cầu được xây xong. Vào ngày được thỏa mãn ước nguyện, trên môi cậu bé nở lên một nụ cười mãn nguyện. Đó cũng là lúc trên trời rộ lên một tiếng sét đánh chết cậu bé ngay tức thì. Trước cái chết thương tâm của một cậu bé tuy tàn tật nhưng lại luôn một lòng làm việc tốt vì người khác, dân làng ai oán khóc than. Tại sao một đứa bé ngoan ngoãn hiền lành, luôn sống vì người khác, lại nhận lấy một kết cục thê thảm tới như vậy? Vừa lúc đó, bao công đi qua, người dân